Vâng, em tiếp tục thông báo máy lọc không khí cho các bác đây. Hôm trước thì thông báo cho các bác một số dòng đẩy, dòng loa âm ly hết rồi. Thì hôm nay còn máy lọc này, với lại máy ghế massage này. Chuyển nốt cho các bác cho nên xong nhé. Dọn nốt cái kho đi, nó sạch. Không để chứa góc cái phòng này bẩn quá rồi. Em tất cả những dòng này trên kênh thì đều có giá rồi. Nhưng em sẽ thay đổi lại cho nó dễ luôn. Con nào mà chưa, em cầm cuốn băng dính với bút đây rồi, con nào chưa có giá thì em sẽ chỉnh chưa, còn con nào có rồi em sẽ chỉnh lại. Đây, tất cả những dòng mặt hàng này là dòng máy lọc không khí hàng bãi, tất cả đều chạy điện 100 đến 110, qua chú ý hộ em nhé, hàng bao hoạt động bình thường chưa. Về những cái này các bác chỉ xịt là nước rửa kính hoặc một số cái rửa cái vệ sinh bếp ga ấy. Các bác xịt vào, các vệ sinh nó đi. Rồi đây là tất cả những cái này là khi họ bó băng dính trên đường đề về, đây là nó cái nhựa băng dính nó dính vào, sau đó dính bụi bẩn vào thôi, vệ sinh cho nó sạch thôi nhé. Sau đây em sẽ báo giá lần lượt từng mã, giảm giá xả nốt cho nó sạch phòng. Bắt đầu nhanh thì bác lấy hộ em cho nó nhanh đi. Bắt đầu từng con một, con này trên kênh đã có rồi, số thứ tự là 140. Đây máy sáp nhé, máy sáp số thứ 140 có ion, có plasma, có lọc không khí, có ion này, có buồng hết, tất cả con nào cũng có. Đây hàng đời đều là đời cao hết, đều có bị buồm hết nhá. Những con này được chưa, dọn nốt cho các bác nhá. Số thứ tự là 140, đang giá 1,9 triệu đúng không, em giảm nốt cho các bác nhá, còn là 1,5 triệu nhá. Đây là những con to này, 1,5 triệu đây, 15 được chưa, gạch 19 đi, 1,5 triệu nhá, giảm cho bác 400 nhá. Những con này nhá, con số 140 này. Tiếp tục sang con số bao nhiêu đây, con này màu đen còn cực đẹp như mới luôn, cực đẹp như mới luôn, plasma này, con này gần đây đó, tất cả đều có buồm hết, con nào như con nào nhá, đều có buồm hết ạ. Nên em không cần nói chuyện, giá 1,9 triệu cũng tiếp tục gạch 1,9 triệu nhá, 136 này, còn 15 nhá. Tiếp theo này, sang tiếp theo con này nữa, con 132, con này còn có bánh xe chạy này đấy, bánh xe này. Đó, đều có buồm hết. Tất cả những cái này bác nhìn đây là bằng dính bác ơi, bằng dính này, này em cạo đi luôn này, này đấy, này đen này, cạo đi hết này được chưa. Đây bác nhìn đen này, cạo đi này, đấy nó là bằng dính chứ không là cái gì đây, lau này, bụi này. Đấy 132, giá 1,9 triệu. Xuống tiếp cho các bác xem nào, con này cũng rất đẹp đấy, đằng sau cũng sạch đẹp lắm. Tiếp tục còn 1,5 triệu nhá, 15 con này. Ôi, con này màu vàng nữa, sạch, con này màu vàng sạch này, con này còn cột đèn dọc thử ở đây cơ. Con này số 130, giá 1,9 triệu, cũng còn 15 nốt, 15 nốt cho nó hết nhá, 15 triệu chín cho bác. Đó. Nó bắt đầu gọi thì không cản thôi, em nó bận. Đây con này là 123, giá 1,9 triệu. À xem này, đẹp lắm. Nói chung là đẹp. 19, tiếp tục còn 15. 15, giả cho 400. Thoải mái rồi. Tiếp tục con này nữa này. Con này cũng là tất cả đều là sáp hết, bấy nhiêu con từ lúc đều sáp hết. Con này màu vàng này, màu này rất là sạch nhé, màu này cực kỳ sạch luôn. Vẫn còn nguyên băng dính luôn bên Nhật. 138, giá 1,9 triệu, cũng 15 nốt. 15 cho nó gọn nhà. Tiếp tục đây nữa, 134, giá 1,9 triệu. Con này cũng đẹp nhá, tất cả còn đẹp, bằng dính này, toàn bằng dính ở nước ngoài hết đấy bác ạ, còn nguyên. Đấy, con này đồng hồ số này, 1,9 triệu đây, 15 nốt, 134, 15, 134 được chưa. Em cho nốt những con nào có số thế này cho đi nốt. Đây nữa con này 126 này. Đấy, đây này, còn nguyên cửa thiếu nhật lên này, 126 này. Con này đều đèn cột này, màu sạch lắm, nhưng màu này nó sạch. 126, giá 1,9 triệu thì cũng còn 1,5 triệu nốt nhá. 15 cho nó hết nốt đi được chưa ạ. Đây còn con này là 139, con này 139, giá 1,9 triệu. Con này màu trắng sữa nhá, màu trắng sứ nhá,
Như này về vệ sinh, tất cả để đồng hồ số luôn này, Ion Plasma đều đủ hết. Bùa 139 này, giá 1.900.000 này, tiếp tục 15 tiếp, còn 1.500.000 được chưa ạ? Đấy, sang đến đây, máy massage này, con máy massage này là số 10, giá 1.900.000 xuống 1.200.000. Ôi giảm cho các bác đi 500k, 500 cho hết nhé. Máy massage nhé, 1.200.000. Tiếp tục con này, con này đây, con này là nó có cần ngửa đây, nó cần ngửa nhá, nó có cần ngửa, nó có cả điều khiển trên này luôn ạ, điều khiển tay luôn ạ, điều khiển tay, điều khiển các chế độ bằng tay luôn, giá 2.600.000, 2.600.000 để cho các bác 1.600.000 luôn nhá, 16 để em dán cho cái phiếu vào đây cho nó dễ, để bác 16 nhá, 26 để cho bác 1.600.000 đi, 1.600.000 trước là 26, 1.600.000 nhá. Đấy, con này dây, con này có bảng điều khiển luôn, nằm ngả được. Con này có chế độ ngả này. Đấy, được chưa? Đấy, con này bóp cả trên này luôn ạ, bóp tất cả trên này toàn thân luôn. Bóp tất, con này đây, có vòi bơm hơi của nó lên đây. Bóp tất cả trên, để cho bác 1.600.000 nhá. 26 còn 16. Còn con này nữa. Con này là con trên kênh là bao nhiêu đây? Có giá rồi, không biết có giá chưa hay là mới về. Chưa thấy có giá. Như được. 22 hay bao nhiêu đây? Chả thấy có số đi mấy. Ôi xin để cho các bác 800k cho nó nhanh. Đi đốt. Nha, massage này để cho bác 800k. 800. Ok chưa? Con massage Tetcom TF 110 800.000. Đấy, bắt đầu lấy liên hệ với em.